Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình rất là mát tay và rất là may mắn khi mình lại tiếp tục sẽ làm một video là mình sẽ đập hộp một cái sản phẩm mới, cũng là như đầu tiên ở Việt Nam của mình luôn. Đó là sản phẩm JBL với series là dòng KBG2 series ha mọi người ha. Thì cái series này hiện tại là do tình hình dịch bệnh, rồi hiện tại nói chung là kinh tế đang rất là khủng hoảng nên cái sản phẩm về thì cũng khá là ít, nhưng mà mình cũng đâu đó mình sẽ đủ cho khách hàng mà đang theo dõi cái kênh của Thiên Vũ. Với cái video này thì Vũ xin chia sẻ là tất cả những khách hàng của Thiên Vũ sẽ được mức giá tốt nhất, và chỉ đúng duy nhất 10 khách hàng sẽ được ưu đãi một mức giá đặc biệt cho 10 cặp loa đầu tiên thôi. Khi mọi người xem video này thì mọi người liên hệ đến Thiên Vũ ha. Ok, thì bây giờ thì hôm nay Vũ sẽ mời mọi người cùng Vũ đập hộp siêu cái sản phẩm đây, trước mặt các bạn đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, hai sản phẩm. Và đây là sản phẩm JBL, mã nó là KB2010G2. Và đây là bass 2.5 tấc. Và đối với dòng đây là một dòng loa full. Nhưng mà đặc biệt hơn thì cái dòng loa full này riêng với 2.5 tấc nó sẽ được khá là nhỏ gọn, nên nó sẽ được đóng chung một thùng, rất là tiện. Cái thứ hai, còn đối với dòng mà 3 tấc, bass 30 thì là G2 series nha mọi người ha, thuộc phân khúc KB cao cấp nha mọi người. Nhưng mà giá thành nó vừa phải chứ nó sẽ không có quá cao. Để mình quay lại cho mọi người xem. Đó, đây KB2012 Bass 30 G2 series. Và sản phẩm này hiện tại đang được 3 sao là nhà nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đấy, bộ thông tin cho mọi người khá là đầy đủ đúng không? Tem 3 sao có đầy đủ nè. Mà mình cũng rất là may mắn mình sẽ được review đầu tiên cho mọi người sản phẩm đầu tiên. Rồi, bây giờ mình sẽ bút siêu luôn các bạn ha. Mình sẽ bút siêu cho đây cho mọi người luôn. Đầu tiên mình sẽ khui cái cặp bass 2.5 tấc cho mọi người trước. Sau đó mình sẽ mổ bụng ra luôn, mình sẽ cho các bạn coi ở bên trong cái sản phẩm này như thế nào luôn. Đó, mình cho hai dòng lo luôn nha. Khánh ơi, nghe điện thoại giùm một cái. Đó là đang quay clip kêu hơn khoảng 30 phút chạy, khoảng 15 phút chạy qua. Rồi, ok, xin lỗi mọi người, mình gián đoạn vì có điện thoại ha. Đó, đây là bass 30. Đó, với cái cạch tông nè, đợt này một cái đánh giá khá là cao. À, an toàn cho lo khi mà nhập khẩu về nó sẽ có những cái cạch tông như này cứng lắm mọi người. Để mình dặm thử coi. Mọi người quay không nè. Khó mà cấn vô được cái lo đó. Đây. Đây. Hôm nay nếu mà mình quay mà nói chuyện mà có hơi hụt hơi thì mọi người thông cảm nha. Sáng giờ nói chung là mình có hơi nhiều việc, rồi khách rồi ra vào nên hơi bị đuối xíu. Nên nếu mà Vũ có nói hụt hơi xíu mọi người thông cảm. Ở trong đây tới hai cái thùng lận rồi. Huy, giúp mình. Rồi. Tận hai cái thùng. Rồi. Thì đây là do hàng 3 sao ha mọi người ha. Trời ơi. Cái này mình giống chơi game hả mọi người. Mở cái thùng này ra rồi gặp thêm một cái thùng nữa. Đó, rồi lại thêm cái này nữa. Mình cứ tưởng đâu mình phải mở thêm cái thùng nữa. Khổ thật. Lấy cho mọi người xem. Rồi. Ok. Wow. Đây. Bạn có thể quay. Trước mặt các bạn đây chính là dòng JBL. Đó. Đây là thuộc tệp dòng Pro các bạn ha. Với series là KB, là các bạn những khách hàng mà đã chơi JBL rồi, những cái thương hiệu của thương hiệu JBL á, thì mọi người biết đây là cái tệp cái series mà KB là dòng Pro rồi. Mà chỉ dòng 2 thôi. Nó sẽ có một dòng 4 series 2 nữa nha mọi người. Nhưng mà dòng 4 hiện tại là vẫn chưa về ở Việt Nam. Thì nếu mà về thì mình mong là mình sẽ có thể may mắn và sẽ cũng là tiếp tục là người review cái sản phẩm dòng KB4 đó cho mọi người xem. Còn đây là KB2. Đó, bạn có thể quay gần tổng diện hết cho mọi người xem. Lưới lục giác mọi người ha. Đấy. Đó, phần các bạn, cái phần bạn có thể quay gần cảnh nè. Đó, cái này ok nè. Cái nó có phần gân chống chày nè. Đó, nó sẽ giảm phần chống chày mọi người ha. Đấy, mọi người thấy nó không có chày. Đó, tối thiểu nước sơn chất lượng hơn. Và nó hỗ trợ những cái bass. Nhưng mà cái con này nó sẽ bất tiện cho anh em kỹ thuật âm thanh như mấy anh em của Thiên Vũ Audio á. Thì các bạn biết là hai cái con tán này nó sẽ rất là khó để treo ti.
mình phải độ lại cái hang táng này phù hợp để mình có thể bắt cho tôi. Nếu mà vô tình những cái không gian đó là những không gian mà loa bắt buộc phải treo đứng sẽ hơi cực cho anh em thi công tí xíu đó chỗ này. Nhưng mà ngoài ra con này thì nó cũng sẽ có hỗ trợ ở đây. Cái bát này có thể chúng ta sẽ treo ti nè đó. Đó, cái bát này sẽ treo ti thì nó sẽ dễ nè, nó có sẵn đó, các bạn thấy không? Rồi bạn có thể quay ra phía sau cho mình. Ờ, cái cuốn catalog đâu rồi? Thôi lấy giùm cuốn catalog. Đúng rồi, coi coi đây. À, hồi nãy các bạn thấy Thiên Vũ mở ra thì các bạn thấy là bên trong hộp đã mở sẵn, thì mọi người đừng có thắc mắc là tại sao là hàng đã khui rồi. Thì thật ra khi mà khách hàng mà mua mới á, nếu mà lỡ có khui rồi á, mà một lần chỉ một đường băng keo thôi thì mọi người cứ yên tâm, vì hãng họ phải dán cái tem đó, tem của 3 sao rõ ràng ha. À, Thiên Vũ bán là tất cả là mẫu sản phẩm là chính hãng, rõ ràng nguồn gốc cho mọi người cả đấy. Và con này đánh ở chế độ 8 ohm, có cái tem của JBL Trung Quốc, và sản phẩm này là mắc antenna nha mọi người ha. Đây mắc antenna rất là rõ ràng đấy. Về cái họng, về ở phía sau nó có hai cong hơi này thì nó quá quen thuộc đối với những khách hàng mà chơi bass, những dòng mà KB rồi. Nó cái họng đây, con lo này rất là chắc chắn các bạn. Bây giờ mình sẽ là tiết mục, mình sẽ và vấn đề là mở làm sao nữa chứ. Này mở làm sao ta? Cái này chắc khó mở mọi người ạ. À, mình không biết cách mở luôn á. Cái này khó mở rồi. Ở đây các bạn có thể quay coi nè, cái khi mà cái tư thế mà cái lưới như thế này nè các bạn, thật sự là mình rất là khó lấy cái lưới này ra lắm. Lấy được mất zin. Ờ, lấy ra sẽ nói chung là phải hơi chạy tí xíu, mình phải moi cái lưới này ra nè các bạn. Đó, cái logo này các bạn ha, logo này có thể xoay được nha. Mình chỉ cần lấy lên thôi, mình nải lên thôi, mình tay Vũ hơi yếu xíu, kéo lên chúng ta xoay nè, cái này xoay được nha. Mọi người khách hàng lưu ý chỗ này. Logo mình thì khi mà quay ngang cái logo chúng ta có thể xoay được. Rồi, ok, tạm thời là cái story này là mình để đây cho mọi người xem đi. Đó, rồi chút nữa mình sẽ tìm cách để mình khui ra cho mọi người coi cái nội thất bên trong. Rồi, giờ mình sẽ mở cái con 2.5 tấc cho mọi người xem. Đó, 3 sao, các 3 sao luôn. Con này là Vũ có để hàng mẫu tại showroom nha. Nếu mà khách hàng nào quan tâm đến sản phẩm này, mọi người thể đến nghe trực tiếp và rước về. Đó, mình sẽ có mức giá đẹp cho 10 khách hàng đầu tiên. Đó, số lượng rất là ít. Đây, rất là chắc. Đây, mọi người có thể xem. Đấy, đây là cái tham số kỹ thuật của nhà hãng. Nó có hai bản, một bản tiếng Hoa và một bản tiếng Anh. Đấy các bạn. Đấy. Cái này các bạn có thể truy cập vào JBL Pro ở trang web nước ngoài, hoặc các bạn có thể truy cập vào trang web của Thiên Vũ Audio, các bạn có thể kiểm tra về tham số kỹ thuật và đầy đủ hết. Đó. 10 in. Đó. Và đây là cái hiển thị cái EQ của con này, những cái giải tần của con loa này. Và những cái kích thước design, ví dụ chúng ta mà xây nhà, chúng ta muốn chọn lo coi đón nó được, chọn cái lo phù hợp á, thì chúng ta sẽ coi những cái tham số này, chúng ta chọn cái lo phù hợp. Còn đây thì mình sẽ review sơ cho mọi người cái con thông số kỹ thuật của con này. Thì với bass 10 in thì cái giải tần của nó khi mà đánh ở cái âm lượng là khoảng 10 decibel, âm dưới 10 decibel thì nó sẽ dao động là từ 50 cho đến 20. À, các bạn thấy không, nó khá là rộng và nó cũng khá là sâu. Nhưng mà khi chúng ta đánh trên dưới 3 decibel đó, tức là cộng 3 decibel hoặc là âm 3 decibel thì nó chỉ còn khoảng là 85 hẹp thôi. Thật ra nếu mà bass full mà như vậy cũng khá là sâu các bạn, đánh có thể bù lô được, và cái dải tối đa của nó chỉ là 17kg đấy. Rồi, và con này với cái công suất của nó là bit của nó là 126 decibel thì mình sẽ chia ra là raw ram là 123 và RMS, tức là công suất thực của con này là chỉ là 120 decibel thôi ở chuẩn 8 ohm đấy. Và công suất của nó là continue là nó chỉ là 300W, tức là con 2.5 tấc này công suất nó chỉ là 300W thôi mọi người ha, tức là công suất liên tục mà chúng ta có thể chơi liên tục mà lâu dài và nó không bị đứt loa đó mọi người ha. Còn 600W tức là đôi khi cái sự đột biến nó roll ram lên xuống thì 600W. Còn speed là đôi khi chúng ta đạp những cái pedal á và nó chỉ tồn tại, cái công suất con này có thể là lên tới đỉnh 1200W nhưng mà chỉ tồn tại trong vòng 1 giây hoặc 2 giây nó phải xuống liền, còn không nó sẽ bị đứt loa. Đó, cái này Vũ có chia sẻ về cái cách xem thông số và phân tích cho mọi người cái này rồi. Đấy. Ok. Rồi, mình sẽ
Bạn Huy từ từ để mình quay cái này xem, mình đã mở được cái lo rồi. Đó, cho mọi người xem luôn. Đây, đây là phiếu bảo hành của 3 sao ha. Sản phẩm Thiên Vũ mọi người yên tâm ha, có logo, có mọc 3 sao đàng hoàng. Mua hàng ở Thiên Vũ các bạn không cần phải lo hàng nháy hay là hàng phạm, hàng lướt. Vũ là chỉ bán hàng mới, sẽ không bán hàng lướt nha mọi người ha. Đấy. 100% phui thùng cho các bạn. Thật ra cái mùi đập hộp vẫn là cái mùi xuống nhất. Từ từ, chơi luôn. Rồi. Ok. Mình khui luôn cho mọi người xem. 2.5 luôn. Đấy. Vậy chưa? 2.5. Huy có thể dựng đứng con đó lên giùm với Huy, để cho mình sẽ so sánh các bạn cái kích thước khi mà khách hàng chúng ta xem online, ta hình dung ra được. Đấy, cái này 2.5, các bạn thấy nó gọn không các bạn? Khá là gọn. Nhìn hơi pro. Đấy. Serial của JBL. Nhưng mà mình chỉ có tiếc cái này thôi. Thật ra làm như vậy là mấy bạn thi công á, bên Vũ sẽ thi công hơi cực, phải tốn tiền đi chế cái bát này để treo được cái ti trần cho khách hàng. Chứ còn nếu mà đặt chân á, thì nó quá dễ dàng rồi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ để cho mọi người. Và Huy cũng đã mở xong rồi. Đấy, các bạn đó. Các bạn thấy chưa? Bạn có thể quay tổng quan, mọi người có thể nhìn hai được hai kích thước. À. Con logo này có đèn nha mọi người nha. Đèn dựa trên công suất nha. Đấy. Đây là hai con loa JBL. Con bass 2.5 và con bass 30. Ba gân nha mọi người ha. Củ bass là 3 gân. Đấy, bạn có thể xem. Bass 3 gân. 1 2 3. Đấy. Nó có một miếng cao su để vị trí này nè mọi người. Tức là 3 miếng. 1 2 3. Và nó làm theo kiểu là để nó ép ron bên trong đây, nó có cao su nè. Bạn có thể quay cận cảnh. Thật ra khi mà Vũ đã mở như vậy là cái keo nó bị bung ra nè mọi người. Nó có keo á. Cái keo này thứ nhất á là cho nó dính. Cái thứ hai á, nó cho cái keo nằm bên trong để giảm thiểu cái việc mà khi những cái rung chấn mạnh lớn thì nó sẽ tạo đỡ bị ma sát với lại cái gỗ này, nó sẽ tạo ra cái tạp âm trong cái loa, nó sẽ không có sạch cái loa mà được. Đấy, bớt bị rè á, năm nay là cụ thể là bị rè. Còn này cũng vậy, cũng giữ lại để cho nó tránh ma sát và nó im, nó không có tạo ra những cái tạp âm khi mà ở cái ngưỡng công suất lớn. Rồi, ở trên đây nếu mà như vậy rồi thì chắc Vũ sẽ xin phép mình khui ruột của một con thôi. Mình sẽ không có khui con 2.5, mình sẽ khui cái con 3 tấc. Tại vì hai con nó sẽ không giống nhau, cũng như chất âm mọi thứ giống nhau nên chỉ khác nhau về công suất thôi. Con này chắc chắn là công suất của nó sẽ là 400W RMS mọi người ha. Và program của nó là 800 và speed của nó là 1600. Đấy. Chúng ta chỉ cần, nếu mà các bạn mua loa thì chúng ta sẽ quan trọng vào hai cái tham số chính thôi. Nếu mà hãng đó đặt ở vấn đề là speed thì mọi người sẽ biết trừ đi 6 dB. Thì biết như vậy mọi người sẽ chia đôi ra. Ví dụ speed là 1600 thì chia đôi ra còn 800, thì 800 đó chính là RAM. Mà để muốn biết được cái RMS là công suất mà hoạt động liên tục mà đỉnh của loa mà không bị đứt á, thì chúng ta lại chia đôi tiếp nữa, thì nó sẽ ra là RMS. Thì 800 chia đôi ra nữa nó sẽ còn 400 đó. Còn nếu mà những hãng loa nào mà nó để chữ RMS á, thì mọi người sẽ biết nhìn vào cái nó đưa thông số này thì mọi người sẽ biết cộng trừ làm sao nó ra được cái thông số kia. Đó là Vũ chia sẻ. Rồi, con loa này thì nó sẽ có đèn. Cái logo này có hỗ trợ đèn nha mọi người ha. Đèn dựa trên cái quát đây, cái dây đây. Đó. Chúng ta đánh lớn thì đèn nó sẽ sáng lên. Đấy. Logo này xoay được nha. Rồi. Rồi bây giờ mình xin phép bỏ cái này xuống, mình ngã ngửa ra mình mở cho các bạn xem. Đây. Đây. Đó, máy ngon, máy xịn. Đợt trước làm cái máy cùi quá bị mấy bạn comment nói bán âm thanh xịn mà xài không có thiết bị, chơi quá. Nói chung làm cái ngành mà bán hàng cái gì mọi người thì tự tâm sự xíu ngoài lề, thật ra cái mảng nào cũng là gọi làm dâu trăm họ cả. Cái việc mà người bán á, là cố gắng mà phục vụ hết sức và hết công lực để làm sao cho tất cả khách hàng đều hài hòa. Rồi ok, hết rồi mình sẽ mở luôn cụ chép. Hôm nay mình rút nghiệm sẽ quay clip nhanh xíu để mọi người xem lâu quá. Các bạn thấy những video chân thật mà Vũ review như thế này, nếu thấy hay và mang lại giá trị cho những khách hàng xem và những người mà đang dự tính mua âm thanh á, thì đừng quên ủng hộ cho Vũ like và bấm nút đăng ký kênh để theo dõi
những cái video mới nhất của Thiên Vũ để mình tìm hiểu được nhiều sản phẩm hơn. Thì đầu tiên mình sẽ mở về củ chép đi ha. Đây. À có rồi Huy ơi, khỏi đi Huy. Cái già. Ôi, con này căng nha. Đây củ chép của nó là các bạn ha. À, cái củ này thì mọi người được quyền linh hoạt nha. Nếu mà chúng ta sử dụng á, nó giống như những cái dòng Nestle thôi. Thì ví dụ như ở đây nó ghi rõ ràng là 70 nè, ngang hiện tại là ngang của con này là ngang nè. Bạn thấy không? Là 70 nè. Ở trên dọc là 100 nè. Thì tùy nếu mà chúng ta xoay lon ngang lại thì chúng ta sẽ mở ra và chúng ta xoay lại theo cái hướng. Đấy. Đó. Đó, mọi người thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Đó thì nói chung là cái này mọi người sẽ tùy biến được. Nhưng mà thật ra chúng ta xoay miễn xoay không xoay thì cũng không quan trọng đâu. Miễn là cái vị trí mà cái khu vực mà chúng ta ngồi hát á mà nó nằm trong cái phạm vi góc phủ này thì là ok hết rồi, mà chúng ta không cần phải mở ra xoay đâu. Không cần phải lo là cái loa nó bị mất zin. Bây giờ để mình lấy cái khó quá mấy ông này khó. Rồi, để mình lấy cái họng. Không có thế nên mình sẽ lấy cái kèn ra trước. Lấy cái horn kèn ra trước. Để mình lấy dây đưa cho mọi người xem cái củ từ. Huy ơi đưa giùm cái cuốn cà tông đi. Huy. Đây, lấy giùm cuốn cà tông. Rồi ok. Mình sẽ để ra cho mọi người xem. Đấy. Đấy, bạn có thể quay đây. Đây là họng của Zibel. Đấy. Chưa? Đó họng Zibel. Bạn thấy. Rồi, ở đây bạn quay cái này giúp mình. Rồi. Lấy cái con dao lọc giấy nhấn giùm cái Huy. Đấy, đấy. Đây. Chà. Hơi cứng. Tay yếu quá. Rồi, ok. Đây. Đây là củ từ của họng chép. Đây, với cái mã này. À, họ đang sử dụng cái họng chép này với mã này. Các bạn có thể search trên Google ha để tìm kiếm được cái mã của cái từ này ha, mà hãng nó đang sử dụng. Logo Zibel đóng mộc rõ ràng, có số email đầy đủ. Các bạn ha. Đây, cái mã này nữa. Các bạn có thể dùng những cái mã này, các bạn check và chúng ta sẽ biết cái ruột rà bên trong nó sẽ sử dụng như thế nào. Rồi. Cái củ bass này mọi người lưu ý ở đây nó có bằng kê ấy mọi người. Nên bạn Huy có thể bước cái giùm Huy. Bước cái giùm đi, dây rất là cần nha mọi người ha, nên là không thấy lấy ra được. Bước ra, khoan, nhấn vô. Rồi. Nhấn vô lấy con dao lọc giấy nhấn vô trước ra. Để con này bự làm sao bước nổi. Đúng rồi, vuốt lên nhấn vô, đúng rồi, nhấn vô. Nhấn vô, đúng rồi. Nhấn mạnh vô. Có cao su mà. Đó, nhấn đi. Đó. Thì cao su nó hơi dày mọi người ha, con này nó hơi cứng. Bước ra. Nhỏ đập một đồ này này. Nè. Cái vít này hơi nhỏ. Lấy cái gì nhỏ hơn đi, bước ra. Rồi, một cái. Ngược lại. Ngược lại. Làm ngược chiều. Vẽ ra. Nhấn vô, lấy vít nhấn vô. Rồi, nhấn vô. Tại vì nó có thế mọi người không nhấn vít. Ở đây mình chỉ cần nhấn cái con kia ra là lấy được thôi. Thì đây chính là cái củ bass của JBL. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, ba gần. Đó, gần giấy các bạn ha. JBL Professional ha mọi người ha. Đó, ghi rõ ràng. Củ này 8 ohm, logo JBL. Và cái logo này là nó không phải là in trực tiếp trên cái kim loại mà là nó là dán mọi người ha. Nó là dán. Đó, còn này là cái mã số của loa. Mọi người coi những cái tham số này Vũ chia sẻ. Mọi người có thể coi, check hơn. Rồi, củ từ đây, số series nữa nè. Mọi người nếu có xem video này thì cầm cái điện thoại lên quét mã vạch luôn, kiểm tra nguồn hàng, nguồn gốc xuất xứ sử dụng luôn. Đấy. Đó, thấy chưa? Đây là vân tay, mồ hôi vân tay của Vũ đó. Mấy củ từ này bám. Rồi. Đấy, đây cái màn nhện, bạn có thể quay cận cảnh giúp mình. Cuộn nhện là cuộn nhện đen mọi người ha. Đó, thấy chưa? Rồi, bạn lên quay cái màn đi. Coi cái chất liệu, đúng rồi, quay nét luôn. Rồi xoay một vòng tròn cho mọi người cùng xem. Nó còn mới lắm mọi người ha. Mình cảm nó còn rất là mới, keo rất còn mới. Đấy. Rồi cái nón nè, mọi người cái nón nè. Ok. Như vậy là mọi người đã xem xong đúng không? Là mình cho mọi người coi hai cái củ loa của cái dòng này rồi.
giờ mời mọi người xem tiếp, xem trong bên trong cái thiết kế thùng cũng như là phân tầng. Rồi thì nhìn trên đây, nhìn trên mình sẽ dễ nhìn hơn. Thì đối riêng với phần củ bát á, nó sẽ có những cái cuốn bông tiêu âm đấy, những cái bông tiêu âm bạn có thể quay cận cảnh luôn, sâu cũng được luôn đấy. Rồi đó, những cái bông tiêu âm này đen thôi bạn ha, nó sẽ là một cái bông là hình chữ U, nó bông hết qua bên này luôn đấy. Cuộn dây khá là to đấy đó. Rồi ok, mọi giờ giờ mình sẽ nghiêng lên. Rồi cái góc này ở phía trên đây nó có một cái học, thật ra mình cố tình mình mở chi mọi người, thật ra mình mở như vậy sẽ được rất là nhiều anh em làm âm thanh, những khách hàng mà hoặc là những anh em làm âm thanh ta đam mê á, chúng ta sẽ có cơ hội, chúng ta sẽ học được những nhà hãng lớn hoặc cách đóng thùng như thế nào. Thật ra cái việc mà đóng thùng như thế nào và bố trí bên trong như thế này nó cũng là một cái vấn đề đó mọi người, để tạo ra âm thanh, tái tạo âm thanh tốt đó. Rồi cho mọi người tham khảo để ai nghiên cứu người chế theo thì cứ chế. Ở đây là hàng chính hãng mọi người ha. Thì thật ra về loa ở thị trường Việt Nam mình á, hàng nhái rất là nhiều, hàng fake rất là nhiều. Thì mình muốn rẻ thì mình có thể sử dụng hàng fake, còn nếu chúng ta có kinh tế tốt hơn thì chúng ta sử dụng cái hàng chính hãng nên nó sẽ nhìn nó ngon, xịn sò hơn. Rồi còn đây là cái phần phân tầm đây, để mình chỉnh cho mọi người thấy chưa. Đó, sát luôn, có ánh sáng nữa kìa đó. Mọi người thấy chưa? Là cái cuộn phân tầng rồi đó. Đó, đầy đủ chưa? Nó có hai cái bóng ra, hai bóng đèn nè. Đấy. Rồi, ok, đưa ra. Rồi, đây. Đây cái họng phía sau đây, mọi người thấy cái tay mình đây không? Đó, cái họng hơi nó sẽ là nó đóng chia học ra ba học, học giữa nè, hai học bên trong nè và đây hai học hơi nè. Đấy. Bên trong cũng chỉ là bán ép thôi. Đấy. Bán ép để mình coi bao nhiêu lớp. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lớp nha mọi người. Rồi, ok, mọi người thấy cái thiết kế loa của dòng series này như thế nào? Ok, đó, như nãy mình có test đó, còn cái phần này là thật ra những các bạn, tại sao nó gọi là professional mọi người? Thật ra những cái dòng pro này ngày xưa á, chúng ta xài loa đa phần là chúng ta sử dụng đồ hôm đó, nên là những cái vật liệu của đồ hôm nó sẽ rất là dễ chảy đó. Đồ hôm là sao? Hôm là nó sử dụng những cái, như mình ví dụ các bạn đây, hôm là như thế này đây đấy các bạn, mời các bạn xem đấy, hôm là như thế này đây, những cái dòng loa này gọi là hôm. Thì hôm như thế này mà các bạn cần nhẹ nhàng, chúng ta vô tình để cả nhẹ thiếu là nó sẽ xước đó. Và những dòng này thường thường nằm trong nhà, và những năm gần đây là cái ngành âm thanh mình nó đang được phát triển rộng lên và mạnh hơn, và đang bắt đầu sử dụng đồ rồ. Thì đồ rồ này là nó sẽ sử dụng cho những cái buổi sự kiện, những cái buổi event, đương nhiên là chất lượng cho đến cái công suất mọi thứ nó sẽ khỏe hơn nhiều so với những ngày trước đó. Và cái việc mà chống chày cho việc này á, là nó thiết kế là để cho người làm sao, những người làm âm thanh á, di chuyển để giảm thiểu là bị chày xước cái loa, nó mất thẩm mỹ. Nhưng mà nó vẫn chày nha mọi người, chứ nó không phải là tuyệt đối 100% đâu. Chúng ta ma sát qua hai vật cứng mà va chạm vào nhau có lực quá mạnh thì nó cũng vẫn sẽ bị chày đó. Nhưng mà ở đây miễn linh tinh mà cà vô mấy cái này thì vô tư, nó sẽ không có chày. Rồi à, Khánh có thể cho biết được mức giá của ba tấc không Khánh? Rồi và giá 2,5 tấc à, luôn cả Vũ nha, mà luôn cả Thiên Vũ. Hiện đến thời điểm mà đang quay clip nhưng mà Vũ vẫn chưa biết giá con này, thì để Vũ hỏi Khánh lại thì mình sẽ trả lời cho khách hàng luôn. Thì đối với những khách hàng mà thích series mới này, muốn trải nghiệm thử, mọi người có thể đến showroom của Thiên Vũ à, và sẽ có những, hoặc là gọi điện hotline, mình sẽ có những cái mức giá đặc biệt dành cho 10 khách hàng đầu tiên. Đây, mình sẽ nhắc lại cái chương trình như vậy đó, cho JBL. À, đối với nhà hãng thông tin của 3 sao đưa ra thì giá niêm yết của 2,5 tấc là 28,2 triệu. Rồi còn đối với 3 tấc là 37 triệu. Đó thưa mọi người ha, đối với 3 tấc là 37, còn đối với này mình bỏ số lẻ đi cho mọi người dễ hình dung. Nhà hãng đưa ra con này là 37 và con 2,5 tấc này là giá của nó là 28 triệu. Đấy, ok, đấy, cái đây là 2,5 tấc, con này cũng gọn ha, nhìn nó pro ha. Trước khi kết thúc video thì Vũ xin được phép là mình gắn một cái loa không xài súp, bật nhạc không vang số, cũng để chế độ flash để cho mọi người test chất âm. Mời mọi người nghe sao tiếng của con này.
Nếu mọi người thấy cái video và mình cũng xin phép được là kết thúc video luôn. Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên bấm like và subscribe channel để theo dõi nhiều video hay hơn. Xin chào, hẹn gặp lại cho các bạn những trong những cái video lần sau và hay hơn nữa. Bye bye. Đừng quên em dù nắng dù mưa, đừng quên em dù sớm dù trưa, đừng quên tình cũ duyên xưa. Thank you.